liền nha. Hôm nay để quảng cáo, một phút quảng cáo. Trong năm nay thì Trang Phát sẽ ra hai MV, bài hát đầu tiên chưa đặt tên nhưng mà đã có đoạn nhảy TikTok rồi. Và đoạn nhảy này nó sẽ nói về việc phân chia việc nhà, ai làm gì. Ủa, nghe nó làm gì đó. Anh, bà nói thật ạ, trồng lương một tháng em rồi mà. Anh trồng lương một tháng em. Thế cho nên là hôm nay tranh thủ có các chị em hot TikToker ở đây thì mình sẽ tận tụy làm bài được các bạn. Đấy, bây giờ muốn thăm chưa? Dậy đâu nào? Để xem có nhảy được cái kiểu đấy không? Không, bà cứ nhảy của bà này được. Ai là người giật rũ? Anh. À, đúng rồi. Ai là người cơm nước à? Đúng rồi. Anh luôn là người giật rũ. Anh. Ai là người cơm nước? Anh luôn. Ai là người đưa rước? Anh. Ai là người đưa rước? Anh. Xong rồi về đây đây thì diễn diễn thôi. Anh là người cơm nước. Anh. Ai là người đưa rước? Anh. Baby là diễn tự do. Đây. Ai dậy muộn mỗi sáng? Em. Ai bên trái trước, bên trái trước. Ai dậy muộn mỗi sáng? Em. Ai cầm lương cuối tháng? Cũng em luôn. Ai cầm lương cuối tháng? Cũng em luôn. Rồi, nhưng mà anh cuối cùng là như nào đây? Đấy thì anh giặt rũ đó, anh nấu cơm đó. Em. Ai cầm lương cuối tháng? Xong rồi là baby là xoay tay vào nhau. Xong rồi baby là xoay tay này. Nhưng là tôi ra rồi à? Không, hai người quay một. Hai người quay một, má ơi. Để lát nữa tôi đặt mấy cái tên, tôi đọc cho mấy bạn thử mấy bạn này cái nào. Vốt nhá. Bài này một là đặt là giặt rũ. Ôi. Hai là đặt là hợp đồng tình yêu. Ba là đặt là... Không, đừng hợp đồng tình yêu nghe nó. Ai đấy hả? Thế hả? Hoặc là cái gì? Người chồng tương lai. Hay nhá. Tương lai. Ừ. Hay hả? Chính là đấy. Đấy hả? Em gửi trong tương lai là mấy bài này của bà sẽ được hát một lần. Ok. Mấy kiểu làm cứ rất thích mấy cái bài kiểu năm tới tôi có khả năng tiên tri. Năm tới bà sẽ rất đắt xô đám cưới. Đám cưới. Okay. Đúng không? Mấy cái bài này hồng đám cưới luôn. Đắt xô đám cưới nhá. Này. Đám cưới hát không? Gấp đôi tiền. Bán có ba bà các bạn. Bà thấy rất phúc hả? Trời ơi, diễn đám cưới mà hồng quá trời mấy cái bài của người ta thôi. Bài riêng bài này mà ai giặt rũ, ai mà cơm nước là ok. Là rất hợp với đám cưới là kiểu. Ok thế nhỉ? Nhảy vợ cũng công nhảy vợ hợp lý đấy. Hợp lý. Đây, hợp lý. Được. Thế là đám cưới ba và búc tôi nha. Đám cưới ba và búc tôi nha. Thôi, bà nữa à? Nữa. Nữa. Thôi đừng nữa. Bảy nhớ. Ai là người giặt rũ? Anh. Ai là người cơm nước? Anh. Ai là người đưa rước? Anh. Baby yo. Ai là muộn mỗi sáng? Em. Ai cầm lương cuối tháng? Em. Nhưng mà yêu em rất đáng. Nhưng nhưng mà yêu em rất đáng này. Nhưng mà yêu. Thôi để tôi lùi xuống rồi, tôi lùi xuống. À ok. Nhưng mà yêu em rất đáng. Ok, xong rồi là Baby. Ok. Đấy, nhìn cuộc sống đại gia đấy. Đại gia tôi đại gia. Có khi là điều kiện đâu. Lại bà ơi. Rồi, cho ghép nhạc lần không ra sân nhảy luôn nhá. Trời ơi. Không nó vỡ hết make up. Nhìn máu lên. Đúng là một choreographer chuyên nghiệp nha. Đã thuộc đâu, cứ đu theo thôi. Hai ba. Ai là người giặt rũ? Anh. Ai là người cơm nước? Ai là người đưa rước? Anh. Baby. Ai sẽ mưa mưa sáng? Em. Ai cầm lên quê tháng? Nhưng mà yêu rất thai. Baby. Em hổn rồi chị ơi. Em hổn cho em. Em hổn không? Em vô lên đâu, lát chị em quay luôn. Có khi cả ekip phải thuộc không? Ừ. Yeah. Em cầm lương mỗi tháng. Thôi đây là một bài mọi người comment nữa. Thẩm mỹ viện Seoul Center, nhà tài trợ vàng chương trình Chị đẹp đạp gió rẻ sóng 2023. Muôn hương sắc comfort, muôn phong cách chị đẹp. Cùng bình chọn chị đẹp được yêu thích nhất hạng 1 triệu nhóm thành đoàn cho đến 17 giờ ngày 20 tháng 12 trên ứng dụng Onlala. Chị đẹp đạp gió rẻ sóng thứ bảy hàng tuần 21 giờ 15 trên kênh VTV3, 21 giờ 45 trên YouTube.